Châu Long làng ơi, tạm biệt làng, ta có vật này trao tặng. Đây là tấm gương tư má của từ thân, để ngày ngày làng vẫn tóc soi hương. Tưởng như ta vẫn soi chung với làng. Thiếp xin giữ lòng thiếp như tấm gương này, sáng mãi không mờ chút bụi. Em ơi, chấm tình em phải biết tòng quyền ý. Em bước chân đi nguyện có hoàng ý thank you.
bài hát Châu Long đi lui bạn thay chồng có hay không ạ? Hay cho một tràng vỗ tay cổ vũ tiếp ạ. Anh có về Kinh Bắc quê em mà nghe quan họ mà xem làng nghề, quê em có lịch có lề, có sông tấm mắt có nghề gửi tranh. Và ngay sau đây mời quý vị đón nghe bài hát về Kinh Bắc do chị Hồng Nhã thể hiện. Xin trân trọng kính mời chị. Hôm nay là ngày vui của hai cháu nên là tôi đi về hát làm giao lưu cùng mấy gia đình, cùng mấy các liền anh liền chị. Thì hôm nay rất đi là hay, tin là cái nhà lá vườn rất hay ạ. Tôi thể hiện bài hát về gửi về Kinh Bắc ạ. Cháu thì bận cho đi hát đám cưới bài mà đặc biệt trong đây đặc biệt thích nhất là cái dòng nhạc con này. Đi chỗ nào kể là đi quán karaoke, quán trà đá thì các bạn cái dòng nhạc con mình là thích. Bye.
gái mở kênh ở trên YouTube. Nên là chào cả nhà, tất cả quý khách gần xa và ủng hộ cho kênh của nhà Nguyễn nha. Cảm ơn mọi người. Xin cảm ơn giọng hát của nghệ sĩ.